Vâng, xin cảm ơn sự tín nhiệm của quý vị và các bạn đối với kênh YouTube của tôi. Thì trên kênh YouTube tôi cũng đã giới thiệu với các bạn rất nhiều các cái thông tin về bất động sản. Đấy, thì tuy nhiên trong các cái buổi mạn đàm cà phê bất động sản thì rất nhiều bạn cũng đang đặt ra câu hỏi với tôi tại sao không làm các cái sản phẩm ở khu vực phía Bắc. Vâng, xin thưa với các bạn là tôi kênh YouTube của tôi thì giới thiệu sản phẩm trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam chúng ta. Ngoài miền Bắc tôi cũng rất nhiều. Đấy, mặc dù ở trong cái catalog, trong cái quyển sổ ghi của tôi thì đến hàng nghìn các cái sản phẩm các bạn tín nhiệm gửi cho tôi để đăng bán cũng như là các khách hàng rất quan tâm. Tuy nhiên do các bạn phải hiểu rằng làm YouTube thì nó rất mất nhiều thời gian cho nên là tôi cũng chỉ giới thiệu điển hình thôi. Còn hôm nay theo thể nguyện của các bạn thì tôi cũng sẽ giới thiệu một cái sản phẩm ở thị trấn Chờ, đấy, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Vâng, đây là một sản phẩm thì cũng có thể nói là vô cùng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Đấy, thì khu đất thì theo sổ đỏ là 72 m, đất phân lô mặt tiền gần 5 m. Vậy theo số địa chỉ của sổ đỏ thì nó thuộc khu Đồng Bạc, thôn Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh các bạn nhé. Thị trấn Chờ thì sắp sửa và có thể nói là lên đến thị xã Chờ rồi. Đấy, thì tên của nó cũng rất hấp dẫn. Đấy, mặc dù là khu rồi thôn nhưng đây nó là một cái nhà mặt đường các bạn ạ, nhà mặt đường Nguyễn Chí Thanh trong thị xã Chờ. Đấy, với mặt tiền gần 5 m và đã xây lên thành 4 tầng, rất nhà khung rất đẹp đẽ và có thể là đưa vào khai thác kinh doanh, cũng như là vị trí ở đây thì các bạn biết là đường Nguyễn Chí Thanh, thị trấn này thì vô cùng sầm uất các bạn ạ. Thì với cái thông tin sơ bộ như vậy, nếu các bạn nào quan tâm mà với cái giá thì thời điểm này thì vô cùng hấp dẫn các bạn ạ, nó chỉ trong tầm khoảng 9 tỷ thôi. Đấy, thì nếu các bạn nào mà quan tâm thì hãy nhanh chóng thiết lập các cái cuộc hẹn với tôi ở trên số điện thoại tôi để trên màn hình bằng cách gọi điện hoặc là nhắn tin qua Zalo. Tôi sẽ sẵn sàng phục vụ các bạn mục sở thị tận nơi cũng như là đàm phán với chính chủ, bởi vì sản phẩm này thì vô cùng hot, nếu các bạn không nhanh thì cũng chưa chắc đã đến lượt các bạn được đàm phán đâu. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã tín nhiệm kênh YouTube của tôi cũng như là quan tâm đến sản phẩm này tại tỉnh Bắc Ninh nói riêng cũng như là toàn miền Bắc hay là toàn quốc nói chung. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video khác ở trên kênh của tôi. Có rất nhiều thông tin không chỉ sản phẩm. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn các video clip tiếp theo nhé. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chú ý, theo dõi của quý vị các bạn, và xin quý vị các bạn đừng quên chia sẻ những thông tin hữu ích của video clip này đến những người khác cùng quan tâm, cũng như đừng quên đăng ký kênh và bật chế độ bật chuông để thường xuyên nhận được các cái thông tin mới nhất trên kênh YouTube của tôi.